Đỗ Quốc Việt Tuấn xin kính chào anh chị cùng toàn thể quý vị và các bạn. Lúc này là 9:30 buổi sáng thứ tư ngày 10/3/2021. Và hôm nay cơ sở của chúng tôi rất là vinh dự cũng như là vui mừng khi đang có mặt tại nhà một chú khách hàng, đó chính là chú Hanh. Chú đến từ huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Và hôm nay cơ sở của chúng tôi bàn giao cho chú một sản phẩm, đó chính là chiếc tủ tre cũ, chất liệu bằng gỗ hụ tạ. Chiếc tủ này là chiếc tủ đục ba bông, và chúng ta sẽ cùng đi vào cái không gian nội thất phòng khách của nhà chú. Và đây là chú Hanh đấy ạ. Đó, và đây trước mắt quý vị đang thấy đây ở trên màn hình, chúng tôi đang bàn giao cho chú một chiếc tủ tre đục bệ ba bông và cánh khảm mai treo, lèo thì được đục nho sóc chim hoa. Và đây là toàn cảnh cái không gian nội thất phòng khách của nhà chú. Và nhà chú đã kê cái tủ bích phê của ngày xưa nâng cấp lên để lấy chiếc tủ này của đơn vị của chúng tôi. Chiếc tủ này chúng tôi có lên video clip thì báo giá công khai là 19.500.000. Sau khi mà chú biết đến cái sản phẩm này thì chúng đã chốt luôn. Và hôm nay chúng tôi đã cho anh em thợ là vận chuyển đến tại nhà và kê kích cho chú cái sản phẩm này. Đó, thì một lần nữa cơ sở Bùi Tuấn cũng rất là chân thành cảm ơn chú Hanh. Chú đã không cần thiết để về tại cơ sở chúng tôi và chỉ qua điện thoại, và chú đã chốt cọc, đặt cọc tiền luôn. Và chú rất là tin tưởng cơ sở đơn vị của chúng tôi, và chú không cần về để ủng hộ cơ sở chúng tôi cái món sản phẩm này, thì chúng tôi rất là trân trọng cũng như trân quý cái tình cảm mà chú dành cho đơn vị của chúng cháu cái sản phẩm là chiếc tủ tre này. Và cơ sở một lần nữa rất là chân thành cảm ơn chú, và xin được kính chúc chú cùng đại gia đình mình là bước sang năm mới Xuân Tân Sửu 2021 thì luôn luôn là mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công, an khang thịnh vượng. Và quý vị nào có nhu cầu sở hữu những cái món tương tự như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp cho đơn vị của chúng tôi thông qua hai số điện thoại là 0836269999 hoặc qua số Zalo là 0985230888. Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Quý vị có thể đến trực tiếp để mục thị những cái sản phẩm mà chúng tôi trưng bày. Và đây là những cái hình ảnh chi tiết nhất của mấy món sản phẩm mà chúng tôi cho lên ví dụ điển hình mà cơ sở của chúng tôi đang hiện có. Đó, ví dụ thôi để quý vị có thể là tham khảo và đánh giá để nhận xét cũng như là để lựa cho mình những cái món có phù hợp hay không. Và quý vị xem video clip của tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Quốc Việt Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang hàng ngày. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video clip của tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.